Kính chào cô bác anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay là ngày 14 tháng Giêng 2021 âm lịch đó cô bác anh chị. Còn dương lịch đó thì là ngày 25 tháng 2 2021. Chúng tôi tiếp tục chia sẻ giá mũ cũng như là giá điều cho cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng tham khảo giá mũ của các công ty. Thì ở công ty cao su Phước Hòa ngày hôm nay mũ nước vẫn là 351 đồng trên một độ của anh chị. Và ở công ty cao su Phú Riêng cập nhật giá mũ mới nhất vào ngày 21 tháng 2 vừa rồi, tức là cách đây khoảng 4 ngày. Thì ở công ty cao su Phú Riêng mũ nước ở công ty thu mua với giá là 340 đồng trên một độ. Mũ tạp, mũ chén theo giá quy khô là 255 đồng trên một DLC. Thì cô bác anh chị thấy giá mũ cũng còn đang rất là cao ở thời điểm đầu mùa ha. Và có rất nhiều chuyên gia dự đoán là năm nay cô bác anh chị sẽ cạo mũ sớm cỡ đầu tháng 4 là có thể cạo được rồi. Và giá mũ năm nay sẽ là cũng cao nha cô bác anh chị, giá mũ năm nay cũng cao. Tiếp theo thì ở công ty cao su Bình Long thì mũ nước là 323 đồng trên một độ. Ở công ty cao su Lục Ninh thì mũ nước tại vườn cây Tiểu Điền là 330 đồng trên một độ, còn tại nhà máy là 335 đồng trên một độ. Và ở Phú Yên thì anh em Phạm thì hiện giờ cũng vẫn còn cạo mũ, tại vì ở Phú Yên á, cô bác anh chị là do cái đợt vừa rồi mưa kéo dài nên hiện tại thì cây cao su vào thời điểm này ở Phú Yên vẫn còn đủ sức để mà cho mũ. Và giá mũ ở Phú Yên mà anh em Phạm chia sẻ cho chúng tôi thì ngày hôm nay là 340 đồng trên một độ, mũ chén là 13.000 đồng trên một ký. Còn ở khu vực cầu Sa Cát, cô bác chị, cầu Sa Cát thuộc địa phận xã Nhà Bích thì mũ đánh đông chén mà cạo mũ hành lý của bác chị bán liền trong ngày đánh đông thì là 10.000 đồng trên một ký, và qua đêm để qua ngày thì được 12.000 đồng trên một ký. Và mũ dây chỉ thì 16.000 đồng trên một ký nha cô bác anh chị. Còn ở khu vực Tây Ninh thì theo chia sẻ của các anh chị hành lý đó thì mũ nước là 300 đồng trên một độ, còn mũ chén là 14.000 đồng trên một ký, còn mũ dây chỉ thì tới 20.000 đồng trên một ký. Thì ngày hôm nay thì chúng tôi cập nhật được bao nhiêu đây giá mũ cho cô bác anh chị. Cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều đã gửi những thông tin rất là hữu ích về cho chúng tôi. Tiếp theo thì chúng tôi cũng chia sẻ luôn, bên cạnh giá cao su thì cũng chia sẻ cho cô bác anh chị những giá nông sản khác mà chúng tôi cập nhật được, như là ngày hôm nay thì chúng tôi chia sẻ là giá điều. Giá điều thì ở Đồng Nai là 25.000 đồng trên một ký nha cô bác anh chị, giá hạt điều tươi đó. Và ở Bù Đốp là 25.000 đồng, ở Bôm Bo là 28.000 đồng, ở Đức Liễu Bù Đăng là 27.000 đồng, và cũng có rất nhiều nơi ở khu vực Bình Phước thì dao động từ 26.000 đến 28.000 đồng trên một ký, tùy theo là điều đẹp xấu nha cô bác anh chị. Rồi ngày hôm nay thì chúng tôi chia sẻ những cái thông tin về giá cao su và giá điều cho cô bác anh chị. Cảm ơn cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại những thông tin về tình hình giá mủ cũng như là những giá nông sản khác vào ngày mai, cũng như là những cái lốc cao su hành lý. Cảm ơn cô bác anh chị rất nhiều. Xin chào.